Ôi dồi, laptop dùng kiểu gì mà kết nối thì kém, giật lag mà sờ vào tay đã nóng bỏng này. Thôi đi mua laptop mới, mua laptop mới. Khoan, em cứ ngồi xuống. Gọi em là cô bé ngốc nghếch vì em chẳng biết cái đếch gì cả. Như con máy như này ấy, em chỉ cần vệ sinh qua là nó chạy pha luôn. Vệ sinh laptop á? Ừ. Vệ sinh laptop ở đâu? Tại nguyên nước laptop chứ đâu. Xin chào, hiện tại thì mình đang có mặt tại Nguyễn Đức Laptop, hệ thống nhập khẩu laptop uy tín số 1. Vậy thì hãy cùng theo chân mình vệ sinh con laptop này nhá, đi thôi. Em chào anh. Em chào em, mời em ngồi. Dạ vâng. Anh ơi, anh xem giúp em xử lý con laptop này, anh vệ sinh cho em chứ nó bẩn quá anh ạ. À, hiện tại em đang muốn vệ sinh laptop này hả? Dạ vâng. Ồ, rất là may, hiện tại bên anh đang triển khai một chương trình rất là đặc biệt, đó chính là tháng vì khách hàng ngập tràn ưu đãi. Em sẽ được vệ sinh toàn bộ chiếc laptop này hoàn toàn miễn phí, và tất cả khách hàng tặng cái laptop đều được vệ sinh miễn phí nhá. Ôi thế may quá anh ạ, anh vệ sinh luôn giúp em đi ạ. Hiện tại thì ngoài chương trình vệ sinh miễn phí ra, bên anh còn đang có một số các chương trình khác, bao gồm là cài đặt Windows Office miễn phí cho khách hàng, hỗ trợ cài đặt nâng cấp ổ cứng RAM hoàn toàn với giá gốc nhá. Hơn nữa một chương trình cực kỳ đặc biệt, đó chính là giảm giá lên đến 50% toàn bộ linh phụ kiện điện tử đang có tại Windows Store nhá. Ôi thế ạ. Còn hiện tại thì em đang muốn vệ sinh đúng không? Vâng. Hãy theo anh lên trên tầng 2 nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em chào anh. Anh ơi, anh vệ sinh giúp em có laptop này đấy ạ. Ok, mời em ngồi. Dạ vâng. Thế cái laptop này của mình bao lâu rồi mình chưa vệ sinh? Từ lúc mua về thì hình như em chưa vệ sinh bao giờ. Chắc mới 2 năm rồi anh ạ. 2 năm á? Vâng, mới có 2 năm. Laptop này thì mình nên 9 đến 12 tháng mang đi vệ sinh một lần em ạ. Vâng. Thế anh ơi, nếu như lâu mà mình không vệ sinh thì nó có vấn đề gì về máy không ạ? Lâu không vệ sinh thì hệ điều hành bị lỗi, gây ra máy chạy thì chậm, treo đơ, làm hiệu suất làm việc của em. Đúng rồi anh ạ. Máy này của em rất là dễ bị treo đơ và giật lag, anh xử lý luôn, anh vệ sinh luôn giúp em đi ạ. Đó. Thế bình thường mà các anh vệ sinh laptop thì theo các bước như thế nào ạ? Đây, đầu tiên là mình sẽ vệ sinh màn hình này. Vâng màn hình vệ sinh là mình sẽ đỡ tay, mình sẽ đỡ đằng sau để nó đỡ bị vỡ cái bàn lề ra. Dạ vâng. Xong mình sẽ vệ sinh bàn phím, dùng chổi vệ sinh bàn phím, lau sạch bụi khe bàn phím này. Đấy. Ngày xưa ấy, anh em mà vệ sinh mà bàn phím mà dính bụi là em cứ thế em lấy thổi là hết anh ạ. Còn màn hình mà bẩn đó em chỉ cần lấy tay lau là hết luôn. Vệ sinh bàn phím xong em phải vệ sinh vỏ ngoài, vỏ ngoài em bẩn quá. Dạ vâng. Anh vệ sinh giúp em kỹ kỹ tí anh ạ. Lau chùi các cổng kết nối nữa. Dạ vâng. Xong mình sẽ vệ sinh bên trong máy. Vệ sinh ngoài xong rồi mình sẽ vệ sinh bên trong này. Mình sẽ tháo hết các ốc ra. À anh ơi, nhân thể anh kiểm tra giúp em chứ, em dùng mấy cái tác vụ học tập giải trí thông thường thôi mà màu ở độ chục tab chrome là rất là đơ mà lại rất là chậm. Anh xem có cách nào khắc phục không ạ? Hiện tại máy này của em đang là RAM 4 này, nếu mà mình muốn sử dụng mượt mà hơn mình sẽ lên RAM. Hiện tại bên anh đang có RAM 4 và RAM 8. Vâng. Em muốn lên RAM nào? Anh xem là với những cái tác vụ em dùng như thế thì nên RAM nào là hợp lý hả anh? Với nhu cầu công việc của em thì mình nên RAM 4 là mình đáp ứng đầy đủ được các nhu cầu công việc của mình. Ồ, nhưng mà anh ơi, em hỏi tí có đắt không anh? Hiện tại bên anh đang có chương trình tháng vì khách hàng ngập tràn ưu đãi nên em yên tâm về giá. À thế ạ, anh múc luôn, cho em. Em kiểm tra. Vâng, để em kiểm tra thử anh nhé. Wow, xịn như lúc mới mua luôn anh ạ. Được anh ơi, em cảm ơn anh nhiều lắm nhá. Ui, em cảm ơn anh, bắt tay cái ạ. Ui, em cảm ơn anh ạ. Ôi anh ơi, trời ơi, máy em sau khi vệ sinh nhìn xịn như mới anh ạ. Anh xem thanh toán của em đi ạ. Hiện tại thì chiếc máy này của em đang được hỗ trợ nâng cấp RAM với giá gốc. Ngoài ra thì vệ sinh thì hoàn toàn miễn phí em nhé. Ôi thế ạ, ôi em cảm ơn anh. Okay. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Trời ơi, còn các bạn thì sao? Nếu các bạn đã từng là khách hàng của Nguyễn Đức Laptop thì hiện tại Nguyễn Đức Laptop đang có chương trình tháng vì khách hàng ngập tràn ưu đãi, hỗ trợ vệ sinh laptop hoàn toàn là miễn phí. Ngoài ra việc nâng cấp RAM, nâng cấp bộ nhớ thì sẽ lấy với giá gốc thôi nha. Thậm chí là khi các bạn muốn cài Office hay là các vấn đề như là cài Win thì cũng được hỗ trợ hoàn toàn là miễn phí rồi. Và nếu như các bạn muốn mua các phụ kiện
Ôi trời ơi, hỗ trợ giảm giá lên tới 50%. Đến ngay Nguyễn Đức Laptop để sở hữu ngay cho mình một con laptop chứ còn gì nữa.